Hôm nay hôm nay là sinh nhật của bạn xí muội đó các bạn. Hay cái bánh kem của bạn muội có hai hộp quà nè. Bạn muội á, các bạn tuổi con dê nhưng mà bạn muội thích hình con gì bạn muội? Con ngựa pony. Bạn muội thích hình con ngựa pony, cho nên bạn muội đặt cái bánh kem có hình chú ngựa pony và những cái đồng tiền xu lên nha. Ngựa pony chạy trên cái cầu vòng nữa nè, đúng không bạn muội? Dạ đúng. Wow. Rồi chúng ta sẽ hát bài sinh nhật nha. Dạ. À, mẹ đốt nến lên nha. Để mẹ đốt nến lên cho bạn muội nha. Dạ. Không? Happy birthday you. Hát xong thì mình thổi nến. Rồi, ước đi, con ước một điều ước đi. Dạ đâu. Rồi sao mà mùi ước một điều ước xong rồi ha. Rồi khoan từ từ con. Và bây giờ bà mùi sẽ cắt bánh kem nha các bạn. Dạ. Rồi, bà mùi cắt bánh kem nha. Wow. Cái gì vậy nè? Con cắt cái này là cái dây nơ, quên, để mẹ thà mở ra mẹ cắt bánh kem cho hai mẹ con mình ăn nha. Được rồi chị. Được rồi phải không? Và bây giờ hôm nay sinh nhật bạn muội. Sinh nhật bạn muội là vào cuối tháng 11 á các bạn. Sinh nhật của anh hai cũng cuối tháng 11. Cho nên hai anh em sinh nhật cận ngày nhau lắm. Hai anh em sinh nhật là cách nhau có một ngày. Các bạn ơi. Đúng rồi, muội với anh Hai Mão sinh nhật cách nhau có một ngày thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mẹ sẽ lấy bánh kem ra hai mẹ con mình cùng ăn nha. Dạ. Ai có đồng xu nữa nè mẹ. Ai có đồng xu á phải không? Nhật xí mồi. Yeah. Rồi. Bạn muội ơi, bây giờ mình cắt bánh kem, mình ăn bánh kem xong và mình sẽ mở những phần quà ra nha. Dạ. Rồi bạn muội thử bánh kem luôn. Xong rồi. Ồ. Có ngon không? Dạ ngon mẹ ơi. Ngon quá à. Và bánh kem chú ngựa pony của bạn muội đã cắt nó ra như thế này rồi. Và bạn muội đã thưởng thức bánh kem. Bạn muội sẽ mở quà nha. Rồi bây giờ bạn muội sẽ mở quà sinh nhật của bạn muội nha. Khoan từ từ mình sẽ giới thiệu cái phần quà này của ai nha. Thì tất cả phần quà đều là của muội thôi, nhưng mà đây là phần quà của mẹ tặng muội nè. Muội mở ra xem. Đây nè quà của mẹ đây nè. Rồi rớt cái bông mà thôi đi con. Rồi để lên đây. Wow. Kẹo sô cô la, kẹo rau, còn có shipper popkin, còn có quả trứng nữa. Còn có quả trứng nữa, còn gì hết rồi ha. Rồi mọi người mình thích cái này không? Mọi mang lên cho các bạn xem thử rồi. Quà của mẹ. Cho một cô công chúa rất là điệu đà. Vừa luôn. Vừa luôn phải không? Mẹ thích, biết mụi thích ăn sô-cô-la nè. Biết mụi thích trứng bất ngờ, cho nên mẹ mua sô-cô-la với trứng bất ngờ cho mụi đó. Rồi cất phần quà của mẹ qua một bên nè. Rồi tiếp tục. Ngồi đó đi con ngồi xuống đi. Rồi từ từ bình tĩnh nha. Bây giờ mình sẽ mở quà màu xanh lá cây này nha. Con biết quà màu xanh lá cây là của ai không? Con biết nữa. Ừ? Con biết. Quà màu xanh lá cây là của ai ta? Đố bạn muội đó. Con biết.
Đó, bữa bà muội đi nhà sách với ai? Ai chở bà muội đi nhà sách đó? Ông ngoại. Đó, mà sao nó kêu là của ông ngoại đó. Mở ra đi. Bà ngoại tặng muội gì nha? Mở được không con? Có cần hỗ trợ không? Wow. Ở đây mẹ mở cho. Kỹ quá nè ông ngoại, chắc là nhờ cái ngoài tiệm gói quà kỹ quá, cẩn thận quá, khó mở hả con? Sao là cái gì đây ta? Một hộp trang điểm. Wow, một hộp trang điểm mà bà muội rất là yêu thích. Đâu, giờ đây các bạn xem nè. Wow, các bạn ơi, một hộp trang điểm dành cho búp bê để cho các em bé gái chơi nha. Rồi, cái nón con bị rớt rồi, con mở nón ra luôn đi. Rồi, để cái phần quà qua một bên nha. Đi vướng tóc con. Để mẹ mở cho. Và đây là quà của ai? Của muội. Thì quà của muội là, nhưng mà ai tặng muội biết không? Mẹ. Không phải, hồi nãy ai đem ra cho con đó? Ngoại. Đúng rồi, bà ngoại. Quà của bà ngoại là cái gì đó? Chiếc nhẫn. À, nhẫn phải không? Mùa đeo vào cho vừa không? Hơi rộng nha, hơi rộng á. Wow, giơ tay lên cho các bạn xem với. Wow. Chiếc nhẫn rất là dễ thương nha. Và bây giờ tiếp tục, bà muội sẽ mở quà bên này. Rồi cất vào luôn nha. Con mở vàng này. Màu gì? Màu vàng. Màu vàng là quà gì đó? Quà của ba. Quà màu vàng là của ba đó. Ba tặng con cái con gì đó? Con mèo. Wow, con mèo thơm nha. Đâu, giơ lên các bạn xem. Wow, ba tặng cho muội một cái con mèo thơm. Rất là dễ thương nha. Muội có thích không? Dạ thích. Thích thì ôm con mèo một cái. Wow. Rất là dễ thương. Tiếp theo là bạn muội sẽ mở quà của ai nè? Đây, mở quà của bà nội. Của bà nội. À, có bà nội cho mỗi cái gì đó. Mở ra. Ồ. Quà của bà nội cứng quá. Của bà nội cứng. Ôi, trời ơi, trời rớt rồi con. Ồ, có cái vỏ xinh xinh. Cái gì đó? Đâu, mày giơ lên coi. Wow, một cái vòng cổ nha. Vòng cổ có cái hộp rất là đẹp. Đồng mùi thích không? Thế thì nói sao nè? Của bà nội. Ồ, của bà nội thì, nhưng mà thích thì nói sao? Ai cho con gì con nói sao? Cảm ơn. Cảm ơn ai? Bà nội. À, còn nãy có cảm ơn bà ngoại chưa ta? Cảm ơn ngoại. Rồi. Có cảm ơn mẹ chưa ta? Cảm ơn mẹ. Rồi. Rồi. Cảm ơn ngoại. Rồi cảm ơn ai nữa? Cảm ơn ba. Rồi, ngoan, giỏi. Giỏi quá à. Rồi. Rồi quà một, món quà cuối cùng. Và đây là món quà. Rồi con cất vô đi, con cất vô đã. Cất cái quà của bà nội vô rồi xong rồi mình mở tiếp nha. Dạ. Bỏ vô đây. Rồi. Để nắp lại. Wow, cất vô. Rồi và đây là món quà của ai biết không? Của con. Thì của con. Nhưng mà con biết ai tặng con không? Dạ. Ông nội. Ông nội. Rồi mở ra. Con nội đặc quá, giống như bà nội quá. Cô bà nội với ông nội gì mà bó cứng nhắc rồi hả con? Chặt quá. Đây, để mẹ mở cho. Ui, bạn ấy dùng răng. Để mẹ mở cho, được không? Mẹ mở giúp muội nha. Con nội tặng bà muội cái gì nha? Wow, mở ra xem. À, trong đây còn có một cái hộp nữa nha. Ồ, còn cái hộp nữa. Mở được không? Để mẹ mở cho. Để mẹ lấy kéo mẹ mở ra cho nha. Cắt ra con, lấy kéo cắt ra mới được.
Và tiếp theo bạn muội sẽ mở quà của ông nội. Ông nội, ông nội tặng bạn muội cái gì đó. Wow, một cái gì đó con? Là một cái một chiếc áo rất là xinh đẹp nha, màu trắng. Rồi bạn muội, mà bạn muội thay áo luôn đi nha, ướm áo vô đi. Rồi bạn muội quay một vòng nè, 1 2 3. Yeah. Wow. Ra một cái áo màu trắng rất là dễ thương. Rồi đứng lên cho mọi người cùng ngắm chiếc áo rất là xinh đẹp dễ thương nha các bạn. Rồi thế là bạn muội đã mở hết tất cả các phần quà của bạn ấy rồi. Và đây là mẹ tặng thêm cho bạn muội. Tèn 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 tèn. Rồi muội thích cái gì không? Muội biết cái gì trong đó không? Dạ con không biết thì mở ra đi xem. Thì ừ đúng rồi, không biết thì mình mở ra xem nha. Của mẹ chặt quá. Của mẹ cũng chặt nữa. Của ai cậu cũng chặt hết trơn á. Wow. Rồi lấy ra xem là cái gì biết không? Đây là một quả trứng bất ngờ mà mẹ dành cho bạn muội á. Khuyến mãi thêm cho bạn muội một quả trứng. Hả? Cái gì đó con? Quả trứng. Rất là nhiều kẹo sô cô la bên trong nha. Đây có kẹo sô cô la dưa hấu, sô cô la con cá, con rùa, con tôm, con cú nè, rất là nhiều nha. Rồi bạn muội chơi nha. Và bây giờ bạn muội sẽ nói gì với các bạn nè con? Cảm ơn. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye bạn muội chơi con mèo nha. Bạn muội chơi con mèo sinh nhật của bạn muội nha. Các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của bạn muội á các bạn. Các bạn thấy bạn muội có lớn hơn không? Còn bạn muội nay 4 tuổi, bạn muội được mặc áo lớn phải không? Còn em nhỏ thì mặc áo nhỏ, em nhỏ cũng có áo nhỏ rất là dễ thương đó con. Nhỏ không được, mẹ mớm con, mẹ hơn. Mẹ ba có cái cơ nữa. À bạn muội 4 tuổi và bạn muội là con gì ta? Bạn muội tuổi con gì? Nói cho các bạn nghe. Con mèo. Không phải con mèo, con gì ta? Con dê. Con dê. À để các bạn biết nha, bạn muội là một con dê và bạn ấy sinh vào cuối năm, cuối năm con dê luôn. Chào các bạn. Các bạn nha. Bye bye. Thơm không con? Thơm không? Hoa rất là đẹp, rất là thơm đó. Con không thơm nào. Ừ, bông hồng rất là thơm, con qua con ngửi cái bông hồng này coi, bông hồng á. Ở dưới nè, thấp nè. Thơm không? Dạ thơm. Thơm.